Xin chào các bạn và các em đã quay trở lại với kênh ông giáo Vlog. Tiếp tục với các môn học trong chương trình giáo dục phổ thông mới sách lớp 3, thầy tiếp tục hướng dẫn cho chúng ta môn tiếng Việt lớp 3 tập 2 của bộ sách Cánh Diều. Và khi xem video, bạn nào thấy hay thì like và đăng ký kênh cũng như chia sẻ video để ủng hộ ông giáo ra những video tiếp theo. Bên cạnh đó thì chúng mình có thể nhấn chuông thông báo để nhận được những video mới nhất của ông giáo. Và bây giờ đến với môn tiếng Việt lớp 3 tập 2 của bộ sách Cánh Diều. Thầy sẽ hướng dẫn cho chúng ta thực hiện một số hoạt động trong bài chính tả nhớ viết sông quê. Đầu tiên, trước khi đến với các hoạt động nghe viết thì thầy sẽ đọc bài chính tả nhớ viết sông quê cho chúng ta nghe. Sau đó thì chúng mình có thể dừng video và đọc lại bài nhớ viết này. Sông quê, gió chiều ru hiền hòa, rung bờ tre xào xạc, bầy sẻ vui nhã nhạc, rộn rã khúc sông quê. Ngày hai buổi đi về, qua cầu tre lắc lẻo, tiếng bạn cười trong trẻo, vang vọng hai bờ sông. Và câu hò mênh mông, lắng tình quê tha thiết, thuyền nan nghèo dăm chiếc, lặng lờ trôi trong chiều. Nguyễn Liên Châu. Như vậy là thầy vừa đọc cho chúng ta nghe lại bài nhớ viết sông quê. Bây giờ thì chúng ta có thể dừng video và đọc lại bài nhớ viết này. Tiếp theo thì chúng ta có thể thấy trong bài có một số từ mà chúng ta cần phải luyện viết. Đó là từ lắc lẻo, trong trẻo, mênh mông, nghèo, nghèo, và thuyền, rồi từ dăm. Bây giờ chúng ta hãy luyện viết những từ khó này. Vậy thì quay trở lại với bài nhớ viết sông quê. Chúng ta thấy là trong bài này chúng mình cần nhớ viết bao nhiêu khổ thơ? À, đúng rồi, chính xác. Trong bài này chúng ta sẽ nhớ viết đó là ba khổ thơ. Mỗi khổ thơ bao nhiêu dòng thơ? À, đúng rồi, mỗi khổ thơ có bốn dòng thơ. Khổ thơ đầu tiên, gió chiều ru hiền hòa, rung bờ tre xào xạc, bầy sẻ vui nhã nhạc, rộn rã khúc sông quê. Như vậy thì chúng ta thấy mỗi khổ thơ có bốn dòng thơ, mỗi dòng thơ có năm chữ, đúng không? Khổ thơ thứ hai thì chúng ta thấy là ngày hai buổi đi về, qua cầu tre lắc lẻo, tiếng bạn cười trong trẻo, vang vọng hai bờ sông. Đó là khổ thơ thứ hai, cũng có bốn dòng thơ, mỗi dòng thơ có năm chữ. Dòng thơ cuối cùng, và câu hò mênh mông, lắng tình quê tha thiết, thuyền nan nghèo dăm chiếc, lặng lờ trôi trong chiều. Như vậy chúng ta thấy đây là khổ thơ thứ ba, cũng có bốn dòng thơ, mỗi dòng thơ có năm chữ. Và cuối dòng thơ chúng ta thấy là cuối khổ thơ, chúng ta thấy cuối khổ thơ thứ nhất có dấu chấm, cuối khổ thơ thứ hai có dấu chấm, cuối khổ thơ thứ ba chúng ta thấy đó là dấu ba chấm, đúng không? Và tên tác giả thì chúng ta có thể viết góc phải của trang giấy. Bây giờ chúng ta thấy là bài chính tả là có 3 khổ thơ, mỗi khổ thơ có 4 dòng thơ, mỗi dòng thơ có 4 tiếng. Giữa các khổ thơ chúng ta sẽ có dấu chấm và cách đi một dòng. Tên bài thơ, chữ đầu dòng, mỗi dòng thơ chúng mình sẽ làm như thế nào? À, đúng rồi, nhớ nhá. Tên bài thơ, chữ đầu dòng, mỗi dòng thơ chúng ta viết hòa. Và đây là thơ, đúng không? Cho nên chúng ta sẽ lùi vào ba ô so với lề để viết. Cụ thể như sau. Chúng ta sẽ trình bày
đó là lùi vào ba ô. Chúng ta sẽ viết dòng thơ thứ nhất, dòng thơ thứ hai cũng tương tự như vậy. Chúng ta sẽ lùi tất cả các dòng thơ đó là ba ô ly. Nào, bây giờ chúng ta hãy dừng video và nhớ viết bài chính tả sông quê. Sau khi chúng mình thực hiện các hoạt động nhớ viết xong thì chúng ta có thể kiểm tra lại bài làm của chúng mình. Khi viết xong, chúng ta có thể nhờ người lớn, bố mẹ, anh chị hoặc là bạn bè, hoặc là chúng ta có thể quan sát lại lên màn hình để kiểm tra lỗi chính tả của chúng ta nhé. Như vậy thì chúng ta có thể thấy tất cả các dòng thơ đều lùi vào ba ô. Sau mỗi dòng thơ, chúng ta thấy dấu chấm và cách đi một dòng, viết tiếp khổ thơ thứ hai. Và chữ đầu dòng mỗi dòng thơ chúng ta có thể là viết hoa. Chúng ta cùng kiểm tra lại nhé. Chính tả, nhớ viết, sông quê, gió chiều ru hiền hòa, rung bờ tre xào xạc, bầy sẻ vui nhã nhạc, rộn rã khúc sông quê. Như vậy, đó là khổ thơ đầu tiên. Chữ đầu dòng chúng mình cố gắng viết, nhớ kiểm tra xem có viết hoa hay không. Sau cho sau khổ thơ, chúng ta có dấu chấm và cách đi một dòng, viết tiếp khổ thơ thứ hai. Ngày hai buổi đi về qua cầu tre lắt lẻo, tiếng bạn cười trong trẻo vang vọng hai bờ sông. Đó là khổ thơ thứ hai. Chúng ta thấy sau khổ thơ thứ hai có dấu chấm. Đến với khổ thơ thứ ba, và câu hò mênh mông lắng tình quê tha thiết, thuyền nan nghèo dăm chiếc lặng lờ trôi trong chiều, ba chấm. Nguyễn Liên Châu. Chúng ta có thể kiểm tra lại bài viết của chúng mình. Tiếp theo thì thầy sẽ hướng dẫn cho chúng ta thực hiện một số hoạt động trong phần luyện tập. Trong phần luyện tập thì chúng ta sẽ chọn chữ phù hợp với ô trống A, đó là chữ sờ hay là sờ. Cụ thể ở đây thì hai âm này khi phát âm thì chúng ta thấy là sờ, sờ s thì chúng ta sẽ đọc là sờ, còn sờ x ở đây thì chúng ta sẽ là sờ. Khi đọc chúng ta sẽ thấy thoát hơi ra chữ sờ x này nhiều hơn. Cụ thể là mùa xuân khi mưa phùn và, chúng ta sẽ là phải điền âm sờ hoặc là âm sờ. Rồi tương tự như vậy, những dấu có dấu hỏi ở đây chúng mình sẽ phải điền đó là chữ sờ, đó là sờ s hoặc là sờ, đó là sờ x. Nào, bây giờ chúng ta cùng dừng video nhé và làm bài tập này. Bây giờ chúng ta cùng quan sát lên màn hình để xem chúng ta có làm đúng hay không. Mùa xuân khi mưa phùn và, đúng rồi, sương, sương đúng không? Đó là sờ s. Sương và, đúng rồi, đó là sớm, sương sớm lẫn vào nhau. Cây gạo ngoài cổng chùa bật ra những đóa hoa làm, đúng rồi, sáng bừng một góc trời. Tiếng chim sáo về ríu rít nghe mà xốn sang, đúng không, xốn sang mãi. Và bài thơ cụ thể như sau, đoạn văn cụ thể như sau: mùa xuân khi mưa phùn và sương sớm lẫn vào nhau, cây gạo ngoài cổng chùa bật ra những đóa hoa làm sáng bừng một góc trời. Tiếng chim sáo về ríu rít nghe mà xốn sang mãi. Bạn nào có cùng đáp án như trên màn hình là đúng nhé. Bây giờ chúng ta sẽ là điền chữ N hay là ngờ. Chữ N thì chỉ có một âm, đó là âm N. Chữ ngờ thì ở đây chúng ta thấy có hai con chữ gồm là chữ N và chữ G ghép lại với nhau. Và hai âm này đọc thì hoàn toàn khác nhau, đó là N và ngờ. Đọc âm N thì chúng ta hơi cong lưỡi lên một chút, đó là N. Ngờ thì chúng ta sẽ đọc trong cổ họng, đúng không? Và bây giờ chúng ta hãy dừng video, điền chữ N hay là chữ ngờ vào những chữ đã che khuất ở dấu chấm hỏi ở đây.
Sau khi đọc xong thì chúng ta có thể quan sát lên màn hình nhé. Và chúng ta thấy là có âm B và chữ A Thanh Huyền. Ở đây chúng mình sẽ điền gì đó là gì? Đó, đúng rồi. Bàng, đúng là cây bàng đúng không? Bàng xòe những lá non. Xoan, đúng oan, oan xoan. Xoan rắc hoa tím ngát. Đậu nảy mầm ngơ ngác. Nhìn, nhìn hoa gạo đỏ cành. Lá nghi lá chiêm bát ngát xanh, chờ ngày mai sấm gọi đom đóm quên sớm tối, đêm thắp đèn chơi xuân, đúng không? Như vậy bài thơ này sẽ là như sau. Bạn nào có cùng đáp án như trên màn hình là đúng, bây giờ thầy sẽ đọc lại một lần nữa. Bàng xòe những lá non, xoan rắc hoa tím ngát, đậu nạnh mầm ngơ ngác, nhìn hoa gạo đỏ cành, lá chiêm bát ngát xanh, chờ ngày mai sấm gọi đom đóm quên sớm tối, đêm thắp đèn chơi xuân. Bạn nào có cùng đáp án như trên màn hình là đúng. Và bây giờ chúng ta sẽ chọn tiếng trong ngoặc đơn phù hợp với ô trống. Ở đây chúng ta thấy cũng sẽ có đó là đó là tiếng sẽ, sẽ đây là âm sở s đằng trước, còn sẽ thì đó là âm sở x đằng trước. Sẽ hai âm này chúng ta thấy thì đọc gần gần như giống nhau, nhưng mà âm sẽ s thì đọc sẽ là nặng hơn một chút. Sẽ còn âm sẽ x ở đây thì chúng ta sẽ đọc thoát hơn nhiều hơn. Sẽ như vậy chúng ta thấy chia, chia gì? À đúng rồi, đó là chia sẻ. Rồi cưa, cưa sẻ. Suôn, suôn sẻ. Và san sẻ đúng không? San sẻ. Như vậy chỉ ở đây chúng ta thấy chỉ từ cưa sẻ thì đó là sở ích. Bạn nào có cùng đáp án như trên màn hình là đúng. À, bây giờ chúng ta sẽ làm câu B, đó là bảng hoặc là bảng. Ở đây thì hai em này hoàn toàn hai tiếng này hoàn toàn khác nhau đúng không? Bản thì có an an, còn bảng thì có a ngờ an. Vậy thì chúng ta hãy dừng video và làm bài tập này. À như vậy thì chúng ta sẽ thấy đó là gì? À bảng lớp đúng không? Như là bản, bản làng, rồi là gì? Bảng báo cáo, rồi đó là bảng vàng thi đua, bảng vàng thi đua. Bây giờ chúng ta sẽ đến với một phần trò chơi. Trò chơi ở đây thì chúng ta thấy đó là cùng nhím non, cùng nhím con hái nấm rừng. Chúng ta sẽ giúp nhím hái những hạt nấm ở đây bằng cách giúp chú nhím trả lời một số câu hỏi như sau. Câu hỏi đầu tiên đó là từ nào trái ngược với lặng lẽ? Từ nào trái ngược với lặng lẽ này các em? À, như vậy thì chúng ta thấy là từ trái ngược với lặng lẽ ở đây đó là gì? Ồn ào đúng không? Chính xác. Như vậy chúng ta đã hái được một quả nấm cho nhím con. Câu hỏi số 2 như sau. Tìm các tiếng bắt đầu bằng uốt, u ô tờ uốt hoặc u ô cờ uốt, uốt có nghĩa như sau: cảm giác đau nhói hoặc rất là rét. Như vậy A buộc, B buốt và C là tuốt. Như vậy thì chúng ta thấy là tìm các tiếng bắt đầu bằng uốt hoặc là uốc có nghĩa như sau: cảm giác đau nhói hoặc rất rét. Ngoài rét ra chúng ta thấy còn là rét buốt đúng không? Như vậy đáp án của chúng ta sẽ là B. Chúng ta đã hái được quả nấm thứ hai cho nhím. Đến câu hỏi số 3. Điền từ phù hợp vào chỗ trống đó là suôn thì A đó là sẻ, B đó là sẻ. Vậy chúng ta sẽ điền từ nào? A hay B? Đáp án của chúng ta sẽ là A, chính xác đó là B. Suôn sẻ. Bạn nào có cùng đáp án như thầy là đúng nhé. Chúng ta lại tiếp tục hái được một quả nấm nữa cho chú nhím. Bây giờ chúng ta sẽ đến với câu hỏi cuối cùng. Đâu là từ ngữ chỉ sự vật? A đọc, B tìm, C cây gạo. Đáp án của chúng mình sẽ là
Chính xác, C, cây gạo đó là từ chỉ sự vật. Như vậy là chúng mình đã giúp nhím con hái được rất là nhiều nấm, đúng không? Và chúng ta sẽ đến với câu hỏi cuối cùng. Đâu là từ ngữ chỉ đặc điểm? Đặc điểm đó là hoạt động này, hoạt bát này và sinh hoạt. Vậy từ chỉ đặc điểm ở đây đó là, chính xác, đó là hoạt bát, đúng không? Và đó cũng là một câu hỏi cuối cùng. Vậy là thầy cũng đã hướng dẫn cho chúng ta thực hiện một số hoạt động trong bài chính tả nhớ viết xong quê. Bạn nào thấy hay thì like và đăng ký kênh cũng như chia sẻ video để ủng hộ giáo ra những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại các em trong những video sau.